Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập hết sức đặc biệt của năm 2022. Và trong cái tập đặc biệt, một cái dịp để chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện với nhau và nhìn lại những cái sự kiện đáng chú ý của năm qua, thì mình rất vui khi có cơ hội để được trò chuyện với một vị khách mời cũng hết sức đặc biệt. Xin chào anh Zen. Ok, xin chào mọi người, xin chào Nguyên. Mình là Zen, mình là co-founder của Kairos Venture và cũng là founder của Coi 68. Mình cũng đã tham gia podcast của Nguyên chắc được một hai lần thì gì đó, rất là vui. Yeah. Rất là vui khi mà được ngồi đây chia sẻ với mọi người trong một cái ngày cuối năm. Thì năm qua là một cái năm nó cực kỳ là nhiều cái biến động, và nói chung là mình có vẻ như là mình đã già đi 5 tuổi trong năm vừa rồi. Mình nghĩ là anh em cũng vậy. Thì mong là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ cho mọi người được những cái insight tốt, cũng như là mình coi như là anh em mình ngồi uống trà với nhau, ngẫm nghĩ lại chém cái chuyện đời trong năm 2022. Rồi ok, đầu tiên thì câu hỏi đầu tiên dành cho anh Zane đó là nếu mà được dùng một cái từ để mô tả cái năm 2022 của thị trường, thì em thắc mắc là anh sẽ dùng từ gì để mô tả những cái sự kiện vừa qua của thị trường crypto? Không phải mình làm cái từ điển 2022 được không, chứ nhiều từ quá. anh nghĩ là rất nhiều người sẽ có nhiều cái idea khác nhau cho câu hỏi này. Thì những cái từ như là toan này, gãy nè, hay là wrecked, đúng không? Hay là mấy cái từ như là no hope. Thì thực ra thì có rất là nhiều từ để có thể mô tả được năm nay. Tuy nhiên rằng là đối với anh á, thì một cái từ mà anh rất là tâm đắc đó là naked, là trần trụi. Thì cái thực sự là cái này là cái quan sát của anh, không chỉ trong cái mảng crypto không, mà trong mọi cái khía cạnh của cuộc sống luôn á. Có vẻ anh nói những cái lời này ra nó hơi bay bổng một chút, nhưng mà mọi người thấy rằng là đúng là 2022 trong thị trường crypto thì những cái ông lớn, mà những cái người mà trước đây có thể là rất nhiều trong chúng ta hâm mộ, đúng không? Chúng ta có thể được rất là hâm mộ Sam Bankman-Fried, là một người sinh năm 92 rất là giỏi, để xây được đế chế hơn 30 tỷ đô thì phải, hay là Dogecoin, Luna, hay là những cái tên mà gần đây là họ được họ bị bóc phốt, gọi là bị bóc phốt. Thì mình thấy được cái sự thật trần trụi nó đằng sau những cái bức màn mà bấy lâu nay là tất cả mọi người chỉ nhìn vào cái hào nhoáng bên ngoài thôi. Và năm 2022 là cái năm của sự thật, rất nhiều sự thật được phơi bày, và chính vì thế rằng là nó gây ra những cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho thị trường và chính bản thân chúng ta. Liên hệ trong cuộc sống thì có lẽ mọi người cũng quan sát được, đúng không? Năm nay là rất là nhiều sự kiện về mặt chính trị cũng như là về mặt kinh tế trong đời sống bình thường ở Việt Nam thôi. Tất nhiên là trong cái khuôn khổ của podcast này thì mình không muốn nói sâu. Thực ra cái từ biến động thì nó không thể nào mà nói gọi là chi tiết về cái thị trường trong năm qua. Biến động thì crypto năm nào chả biến động. Chính vì thế là anh một cái từ rất là tâm huyết của năm 22 đó là naked, và gọi là cái sự thật trần trụi. Trong tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống, và trong đó có crypto. Vậy thì nói riêng về cái, tức là chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái chủ đề chính của cái tập podcast hôm nay, đó là recap về thị trường. Thì với anh thì cái mảng thị trường nào trong năm vừa qua là cái mảng thị trường mà nó để lại ấn tượng với anh gọi là mạnh nhất? Và cái ấn tượng này thực ra thì nên hiểu cái nghĩa nó đa chiều một xíu, tức là nó không hẳn là nó ấn tượng gọi là tích cực, tức là mình cảm thấy FOMO hoặc là cái gì đó, hoặc là mình rất là hào hứng, mà cái từ ấn tượng này cũng có thể là mình hiểu theo một cái nghĩa nó hơi gọi là nó hơi extreme một xíu, tức là nó hơi có đôi chút gì đó nó tác động rất là mạnh và nó hơi một xíu
tiêu cực chẳng hạn đó, thì thực ra em không muốn dùng từ tiêu cực lắm, nhưng mà đó tức là cái từ ấn tượng này thì nên hiểu cái phạm vi nó dài ra như vậy. Vậy thì cái mảng thị trường nào với anh nó là cái mảng thị trường mà khiến anh chú ý nhất trong năm qua? Thực ra thì năm 2022 về mặt công nghệ cũng như là dòng vốn thì anh thấy nó khá là boring á, là nó tức là không có cái gì mới mẻ, không có gì mà hay ho mà thực sự mà có được cái sự chú ý của cộng đồng cũng như là nhà đầu tư một cách giống như là 2020-21. Tất cả mọi thứ thì nó giống như là một cái, tức là cũng có một vài cái gì đó hay ho mới đúng không? Nhưng mà nó giống như là cái độ lát, tức là tại vì 2021 có những đã xảy ra những cái làn sóng lớn rồi, thì bây giờ nó xảy ra nó người ta còn kể thêm một chút, ví dụ như là GameFi thì nó như, năm nay nó có những một vài cái upgrade nhỏ thôi đó, có ngoài Play to Earn thì có Move to Earn đúng không, xong rồi chain thì ví dụ năm ngoái có những cái chain nào cũng có khoảng 3-4 tháng nổi lên, ví dụ Avalanche, Near hay là Polkadot hay là gì đó, thì năm nay lại có những cái story mới, ví dụ như là Sui hay là Aptos. Thì thực ra anh thấy là cũng có gì đó như, và hoặc là NFT đi, NFT thì năm nay cũng là một cái năm khá là mà hay ho của NFT, bởi vì NFT nó càng ngày càng được biết đến rộng rãi nhiều hơn nữa, và những cái công nghệ của NFT á nó gần gũi với mình hơn, thì anh thấy nó cũng khá là đều đều với nhau á, nó không có cái gì thực sự là nổi bật. Và cái thực sự nổi bật đối với anh là mặt pháp lý thôi, đó là cái mảng pháp lý của thị trường crypto, bởi vì là tất cả những cái sự kiện lớn năm nay từ FTX nè cho đến Luna, Terra hay là 3AC là những cái vụ hack lớn này kia, thì nó đều có sự can thiệp của pháp lý, và mọi người dần nhận ra rằng là mày ở trong thị trường crypto, mày có làm cái dự án nó to đến cỡ nào, hay là mày có làm một cái, mày có ngạo nghễ đến cỡ nào, khi mà cái dự án của mày nó thành công á, thì chỉ cần một cơ quan pháp lý họ nhúng tay một phát, họ dập một phát là mày có thể đi ngay. Nên là mọi người rất là một cái sự thức tỉnh của mọi người rằng là vẫn có một cái gì đó đang tồn tại ở đó, và đang quan sát và đang nhìn nhận và đang quản lý mọi người, thì đó là cái pháp lý và các cái cơ quan quản lý mà họ vẫn luôn luôn theo dõi và theo sát thị trường crypto. Thì anh thấy ấn tượng nhất năm nay vẫn là mảng pháp lý của crypto thôi. Thực ra thì cái vấn đề về pháp lý này á, thì nếu mà để nói ra gọi là đi tới cái gốc luôn á, thì chắc là sẽ rất là lâu và gây rất là nhiều tranh cãi, tại vì chúng ta thấy năm vừa qua thì blockchain nó vẫn cố gắng nó giữ được cái tính phi tập trung của nó, cái tính là tự do, cái tính freedom, ai muốn làm gì thì làm. Nhưng mà vì cái freedom này á, thì mọi người kiểu như là không thể kiểm soát được cái lòng tham của mình, cũng như là mình tạm gọi là cái ego đi, cái tôi đi, thì nó phát sinh ra những cái sự việc như kiểu là USD, Luna và mới gần đây là những cái như là FTX. Anh bổ sung một tí, thì nói chung là cũng từ cái ý của em nói á, là ai cũng muốn là crypto nó là phi tập trung hoàn toàn, là có một cái viễn cảnh mà thật sự là ví dụ Nakamoto Satoshi mà khi mà tạo ra Bitcoin thì ông cũng nghĩ tới cái viễn cảnh là thế giới rất là có một cái đồng tiền chung đúng không, mà nó thực sự sử dụng cho thanh toán này kia, nó rất là phân quyền và không có ai kiểm soát ai cả. Đó là một cái viễn cảnh lý tưởng mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên rằng là đối với anh á, cái cuộc cách mạng này không chỉ đơn giản là cuộc cách mạng về công nghệ, mà nó là cuộc cách mạng về mặt tư tưởng. Tức là cái công nghệ này nó có thật sự gọi là đạt được cái mục đích của nó ban đầu nó hay không á, là do con người mình nữa. Kiểu con người mình có tốt đẹp có đủ tốt đẹp để sử dụng công nghệ này không. Ví dụ như là công nghệ này thì nó chỉ cung cấp cho mình một cái đòn bẩy để mình đi nhanh hơn thôi, nhưng mà ví dụ con người mình sử dụng nó cho những cái mục đích nó không được tốt cho lắm á, thì tất nhiên là thời điểm hiện tại thì rõ ràng là cái viễn cảnh mà ai cũng tốt đẹp để sử dụng công nghệ một cách tốt đẹp á thì nó không tồn tại rồi. Chính vì thế là vẫn phải cần cơ quan quản lý họ tham gia vào để mà gọi là kiểm soát cũng như là quy định để nó không ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư và những cái đơn vị tham gia vào thị trường thôi. Anh nói về cái câu chuyện của các đơn vị quản lý á, thì em cũng nhớ lại được một cái chi tiết mà em nghe được ở trong một cái series podcast gần đây mà em cũng rất là thích, đó là Onin Podcast. Thì họ có raise lên một cái vấn đề, đó là những cái sự cố của thị trường crypto trong năm vừa qua thì
đại loại là nó sẽ có những cái liên quan đến ba đối tượng chính, đó là đầu tiên là những cái nhà đầu tư, đó là chắc chắn rồi, những cái investor. Thứ hai là những cái đơn vị regulator, những cái đơn vị mà quản lý thị trường. Và cuối cùng là các cái đơn vị media, những cái đơn vị truyền thông, những người sẽ trực tiếp đưa cái thông tin về thị trường cũng như là cho mọi người cái góc nhìn về thị trường. Họ có raise lên một cái ý là như thế này, tức là cả ba đơn vị này á, tất nhiên là đều sẽ phải chịu trách nhiệm cho những cái sự cố trong thời gian gần đây của thị trường. Tuy nhiên là họ muốn gọi là chấm điểm á, gần như là chấm điểm á, tức là ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho cái những cái sự cố của năm 2022. Vậy thì em raise lên như vậy thì em cũng muốn biết là cái view của anh, tức là ba cái entity này, ba cái nhóm này thì theo anh đơn vị nào sẽ là cái đơn vị mà phải chịu trách nhiệm đầu tiên? Và thứ hai, thứ ba, anh thắc mắc là tại sao cái ba đơn vị này nó không bao gồm những cái người mà tạo ra lỗi á, những cái công ty như là FTX hay là Luna Terra. Thì tất nhiên là họ sẽ đứng ở một vị trí trên cùng. Anh hiểu ý. Thứ nhất là đối với anh là ai sai đấy chịu. Chứ và cái lỗi lớn nhất ở đây thì không thể nào mà chối cả được, đó là lỗi của ví dụ sự kiện của FTX á, thì là lỗi của FTX, lỗi của Sam. Đó là cái tội lừa đảo. Cơ bản là Sam không chỉ lừa đảo nhà đầu tư và khách hàng của họ mà còn lừa đảo cả nhân viên của FTX và lừa đảo cả cả cơ quan quản lý, lừa cả gọi là media này kia nữa. Tại vì những cái thông tin mà Sam đưa ra đâu có chuẩn xác đâu. Chính vì thế là đến cuối thì nó mới thừa nhận là nó sai rồi, chứ lúc đầu còn tỏ ra mình ổn rất là nhiều, thấy không? Những cái tweet của Sam trên mạng tỏ ra mình ổn rất là nhiều. Thì cái tội lớn nhất vẫn là Sam. Còn những cái bên kia thì đối với anh nha, họ cũng chỉ có thể làm theo đúng quyền hạn của họ thôi. Ví dụ như cơ quan quản lý, bây giờ mà bản thân cái mảng blockchain và crypto nó còn rất là mới. Bây giờ đâu làm gì mà có cái một cái cũng phải tốn Bitcoin bây giờ là hơn 10 năm rồi, cũng phải tốn hơn 10 năm. Cơ quan quản lý họ mới đưa ra một vài cái gọi là cái parameter, cái thước đo cũng như là một vài cái quy định để mà phần nào kiểm soát cũng như là quản lý được cái thị trường này. Và cái thị trường này thì nó cũng gồm nhiều mảng nhỏ khác nữa, ví dụ như là về công nghệ blockchain hay là về stablecoin hay là việc phát hành token này kia, thì nó rất là nhiều thứ. Thì đối với vai trò của một cái nhà quản lý á, thì họ cũng phải cần thời gian và cũng phải có xảy ra những cái sự việc như là FTX này thì họ mới có thể hoàn thiện được những cái khung pháp lý nó rõ ràng hơn. Thì chính vì thế là anh thấy là những cái đơn vị như là regulator nè, cơ quan quản lý hay là nhà đầu tư hay là truyền thông á, thì thật ra thì cũng rất là khó rồi mà xếp được họ ai là phải người chịu trách nhiệm trước. Bởi vì bản thân họ phần nào họ cũng là nạn nhân á. Ví dụ như nhà đầu tư đi, nhà đầu tư của FTX rồi ai mà nói họ phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như Sequoia đầu tư vào FTX 200-300 triệu đô bây giờ cũng phải write off hết, đúng không? Về không. Hay là những cái đơn vị truyền thông á, thì truyền thông thì cũng có nhiều đơn vị truyền thông, và có đơn vị truyền thông thì thân với Sam, có đơn vị thì không thân với Sam này kia, thì họ cũng thông tin của họ nó cũng rất là nhiều chiều, cho nên là thật sự mà nói trong cái sự việc này thì rất là khó để xếp được ai là người chịu trách nhiệm trước. Đó là quan điểm của anh ha. Thực ra thì khi mà mọi chuyện nó vỡ lở thì chúng ta kiểu như đổ lỗi lẫn nhau á, tức là ông nhà đầu tư thì bảo là do regulator là họ sao ông không bảo vệ tôi không bảo vệ tôi, hoặc là media thì lại loan những cái tin nó bị FOMO quá làm tôi bị đưa ra những cái quyết định nó không hợp lý. Thì investor ở đây thì có thể hiểu như là cả các cái tổ chức lớn, các cái quỹ lớn và cả retail investor nữa. Thì có thể đâu đó sau cái sự cố này chúng ta bắt đầu mới gọi là quay sang đổ lỗi nhau á. Thực sự ra thì em nghĩ là nếu mà để so sánh á, thì đâu đó nó sẽ vẫn là 1/3 và 1/3 cho tất cả, tức là mỗi người sẽ đều phải gần như là chịu trách nhiệm cho cái sự vụ đó, không thể là quy đi hết về cho một đơn vị. Ví dụ như là regulator chẳng hạn, thì đúng như anh nói hồi nãy, tức là rất nhiều các cái công nghệ trong quá khứ như là kể cả Microsoft hay là Google hay là Facebook ngày xưa họ đã phát triển từ rất lâu rồi, và họ đưa ra những cái giải pháp rất là mới trước đó về thị trường, chả ai nghĩ được về những cái sản phẩm mà họ sẽ cung cấp cả. Thì cái người làm luật bản thân họ còn không hiểu cái công nghệ đó sẽ đi về đâu nữa, thì họ rất là khó để
để đưa ra những cái chính sách mà nó có thể bảo vệ người đầu tư, bảo vệ nhà đầu tư 100% được. Cho nên là dù gì thì cái câu chuyện này nó cũng rất là nhạy cảm, và chúng ta tạm chấp nhận với nhau là ai cũng có cái lỗi sai sau cái sự việc này, và câu chuyện là chúng ta sẽ vượt qua cái cú sốc này như thế nào thôi, chứ không hẳn là sau cái sự việc này thì ai sẽ là người phải bị gọi là bị blame nhiều nhất. Rồi thì trong cái nhóm này á thì có một cái nhóm là media, thì với anh á, cái vai trò của một cái media ở trong thị trường crypto nó nên được giới hạn ở phạm vi như thế nào? Tức là vai trò của một media ở trong thị trường crypto này nó nên được hiểu như thế nào? Tại vì thị trường tài chính vốn là một cái thị trường mà rất là nhạy cảm, và các cái đơn vị truyền thông ở trong thị trường này thì liên tục phải chịu nhiều cái áp lực cũng như là nhiều cái ý kiến trái chiều, thì với anh, với một cái người mà đã có thời gian grow một cái media nó cũng khá là lâu rồi, thì anh nghĩ như thế nào về vai trò của một media trong thị trường crypto này? Thực ra về bản chất thì media chỉ có một vai trò duy nhất thôi, đó là vai trò phổ cập thông tin, cũng như là gọi là lan truyền thông tin, phổ cập thông tin và truyền thông, đưa những cái thông tin cho mọi người về mặt tức là đời sống hàng ngày và những thứ gì đang diễn ra. Nó là cái vai trò bản chất của media trong tất cả các ngành, chứ không phải là chỉ crypto hay không. Và trong crypto thì bản chất, nếu mà trong một cái best case á, thì media cũng chỉ nên là vậy thôi. Tuy nhiên rằng là trong thị trường crypto hiện tại thì cũng có thể nói là trong tất cả các ngành bây giờ thì vai trò của media nó đang được sử dụng giống như là một cái công cụ để mà thao túng thị trường rất là nhiều. Sau cái sự việc FTX diễn ra thì mình thấy rằng là có rất nhiều sự thật được phơi bày, đúng không? Trong hai những cái media lớn nhất trên thị trường này là Coindesk hay là Cointelegraph hay là The Block đi, thì Coindesk là cái đơn vị mà nó vạch trần cái thông tin mà cái bản cân đối kế toán của FTX nó không có cash, đúng không? Nó không có cash mà nó chỉ toàn là FTT thôi, rất là illiquid này kia, thì đó là cái ngòi nổ cho cái sự kiện FTX. Từ đó CZ mới tweet thêm một cái và cộng đồng hoảng loạn rồi rút tiền các thứ, rồi nó diễn ra rất là nhanh, và Coindesk là cái bên mà nó đưa thông tin đó đầu tiên. Thì thông tin đó đúng là không có ai có được hết á, có mình FTX có được hả, và đưa thông tin đó ra thật sự là nó rất là nhiều view. Thì media thì cần gì đâu ngoài view, đúng không? Media thì cần sự chú ý thôi, mày đưa tin thì người ta xem nhiều thì có mày vui, đúng không? Tuy nhiên là về sau thì chính cái sự sụp đổ của FTX nó lại ảnh hưởng ngược lại Coindesk, bởi vì rằng là nó có liên đới tới Genesis, đúng không? Xong rồi nó lại ảnh hưởng ngược lại cái DCG, mà DCG là chính là owner của Coindesk, chính là cha đẻ của Coindesk, thì chính vì là DCG bị lỗ cho nên là mới nghĩ tới chuyện là có bán Coindesk hay không. Thì thực ra cái lúc mà đưa tin thì ông viết bài ông cũng nghĩ vậy đâu, đúng không? Ông cũng nghĩ tới cái chuyện là cái tin của tao thì nó lại quay lại đấm tao một phát đâu, đúng không? Và Coindesk là cái đơn vị mà hình như là theo anh hiểu thì trước giờ Coindesk không có nhận tiền và để mà đưa thông tin á, ý là không có bút quảng cáo lên Coindesk được á, mà toàn thông tin nó là tụi nó là organic hết, tụi nó tự lấy hết. Tuy nhiên rằng là Coindesk thì được back bởi DCG, đúng không? Và một cái media mà nó không nhận quảng cáo thì tiền đâu mà nó nuôi, tiền đâu mà nó grow, thì nó chỉ được back bởi cha nó cho tiền nó thôi. Mà giờ cha nó, đúng không? Mà cha nó cho tiền nó thì không lấy cho không, thì cũng phải có những cái này cái kia chứ, đúng không? Ví dụ về mặt thông tin này, tao gặp vấn đề thì mày cũng phải bảo vệ tao, ví dụ như thế. Không nhất thiết là phải gian dối, mà ví dụ như là chỉ cần giảm nhẹ một vài cái điều xấu thôi thì cũng là gọi là thao túng thông tin rồi. Ví dụ như 10 thì mình chỉ cần nói 6 gì đó cho nó về cái mức trung bình. Cho nó qua đi, hiểu không? Hoặc là The Block đi, thì The Block theo anh nhớ là 2017 làm gì có The Block, đúng không? Có chắc là có, nhưng mà nó không có nổi, hồi đó chỉ có Coindesk với Cointelegraph thôi. The Block thực sự nó nổi lên cùng với FTX luôn á. Hồi 2019-2020 là The Block là nhiều người biết đến nè, và nó được support rất là nhiều. Tức là mọi người thì share tin của The Block cực kỳ nhiều luôn, các cái KOL, các cái bên lớn. Và hồi đó anh nhớ là tất cả thông tin của FTX á, mà đưa ra là The Block đang đầu tiên. Là lúc nào cũng đầu tiên hết á, là tin nó không có trước hết á. Mà sân sau của FTX. Đúng rồi, sau cái vụ này mới phát hiện ra thì ra là The Block là sân sau thật.
là FTX fund cho nó thật, và CEO của The Block thì mượn tiền của FTX. Thì nói chung là cái vai trò của media, cái mảng này còn nhỏ quá, và các cái media lớn trong crypto hiện tại nó cũng nói chung là có mấy ông lớn đứng sau hết trơn à. Và sau những cái này thì người ta mới thấy là cộng đồng có thể là đã từng bị lừa rất nhiều quá. Tức là không chỉ cái vụ mà FTX này, mà có thể trước kia những cái thông tin mà The Block đưa cho FTX có thể chưa chắc gì nó đã minh bạch và chính xác, đúng không? Tại vì cơ bản rằng là nó được phát bởi FTX mà, FTX phân cho nó mà, thì cái thông tin nó viết thì chưa chắc đã minh bạch. Thực ra nó cũng rất là dễ hiểu. Tuy nhiên rằng là anh thấy là để mà trong best case nhất á, thì truyền thông chỉ là nên là truyền thông thôi, media chỉ nên là truyền thông thôi, chỉ là đưa thông tin ra thôi. Thì cái này là một cái sự đánh đổi thôi. Ví dụ như bây giờ Coi 68 thì ví dụ anh lấy ví dụ Coi 68 ha. Coi 68 thật ra là một media thì cũng không quá là lớn trên toàn cầu. Thực ra thì cũng là top 1 Việt Nam, nhưng mà để mà có được cái vị trí này thì nó là đã hành trình 6-7 năm rồi, chứ không phải là một bước lên mây. Mà để mà có được cái danh tiếng của ngày hôm nay thì Coi 68 đã chọn một cái nguyên tắc, đó là cho dù không đi nhanh được thì cũng đừng có làm gì sai. Tức là nhiều lúc á, thì thời 2018-19 á, cái lúc mà thị trường xuống á, mấy cái dạng scam á, nó sẵn sàng bỏ tiền cho mình để mình đăng bài cho nó chứ. Đó là nó, mình siêu cho nó, mình đăng bài cho nó, nhưng mà mình đâu có chọn như vậy đâu. Từ lúc đó mình đói với mẹ ra, đúng không? Lúc đó mình rất là đói. Lúc đó mình đói, mình nghèo, không có tiền, nhưng mà mình sỉ lắm. Tức là mình chê nó, tại vì kêu là mày đưa tiền tao nhưng mà tao không có làm trái với lương tâm của tao, tao không có đăng tin về mày. Thì thực ra thì anh thấy nó là một cái sự đánh đổi thôi. Nếu mà mình muốn là về sau cái brand của mình nó luôn luôn là một cái gì đó uy tín trong cộng đồng, thì có thể mình đi chậm hơn một chút, nhưng mà mình không có làm gì sai với cộng đồng hết. Nhưng mà ví dụ như mình chọn, mình siêu cho những dự án mà nó kiểu nó cực kỳ được, ví dụ nó FOMO bây giờ, nhưng mà mình thấy cái dự án nó không tốt thì mình vẫn FOMO, thì nhiều khi nó giúp cho mình có nhiều traffic đó, nhưng mà về sau thì người ta vẫn nhớ cái bên nó siêu cho dự án như vậy, thì nó không có bền cho lắm. Thì anh thấy là nó là một cái sự đánh đổi. Media này, media vẫn có sự lựa chọn là mình muốn đóng vai trò gì trong cái, mình muốn thực sự mang cái giá trị tích cực hay tiêu cực cho thị trường, mình vẫn có sự lựa chọn. Tuy nhiên là cái sự lựa chọn này tùy theo mỗi bên thôi. Có bên thì họ vẫn chọn đi nhanh, họ vẫn chọn đánh đổi, họ phải chọn đánh đổi cái uy tín của họ để mà lấy những cái lợi lộc trước mắt. Sẵn thì nói về cái câu chuyện media thì anh nghĩ tương lai của cái mạng media trong thị trường crypto này nó sẽ phát triển theo hướng nào? Tại vì bây giờ với một cái người mà dùng Twitter hàng ngày như em á, thì em sẽ thấy là mỗi ngày sẽ có rất là nhiều các cái tài khoản KOL cá nhân chẳng hạn, đúng không? Thì họ update, thậm chí là họ update còn nhanh hơn rất là nhiều các cái media truyền thống, những cái bên mà có bài đăng bài bản. Thì thay vì những cái bài đăng đó thì những cái KOL này họ chỉ cần gọi là tweet một cái gì đó chưa tới 100 ký tự chẳng hạn, thì họ đã có thể bring được cái news đó ra và mọi người sẽ follow họ. Và cái này có phải là một cái dạng mới của media hay không, và anh nghĩ là trong tương lai media sẽ phát triển theo hướng nào, các cái kênh media truyền thống sẽ cần thay đổi gì hay không, hay là cái việc mà một vài các cái account, một vài cái KOL hoặc là một vài cái tài khoản Twitter gì đó họ đăng thì nó chỉ làm những cái xu hướng kiểu ngắn hạn thôi. Thực ra anh thấy đối với mấy cái người mà hiểu biết nhiều rồi, tức là em xem Twitter được, em có thể có khả năng phân tích tự bản thân em được, thì em đọc tin chả đâu ở đâu giờ được, em đọc trên media thì cũng giống như em đọc ở trên cái một cái tài khoản đó thôi. Tức là đối với những người như em đi, thì có thể là em thấy media nó thực sự là nó cũng ok, nhưng mà nó cũng không quan trọng bằng, hoặc là nó cũng không nhanh bằng, hay là nó cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên vẫn có nhiều người họ rất cần em. Những cái người mà họ thực sự, thứ nhất là họ lag hơn em, nhưng là họ chậm hơn em, họ không có lên trên Twitter họ đọc được, maybe là họ chậm hơn, họ không có quen với giao diện đó, hoặc là họ không đọc được tiếng Anh ví dụ như vậy, hoặc là để tiếng Anh nó dịch ra họ đọc không hiểu, và họ cần có sự cô động. Ví dụ trên tin tức ở trên Twitter thì nó quá nhiều đi, một ngày 100 cái tweet, hoặc là em reload là có 10 cái tweet rồi, cứ reload một cái tweet rồi như vậy thì họ đâu có biết cái nào đúng cái nào sai đâu, và những thông tin trên Twitter thì nó không có được verify, đúng không? Và media thì nó có mang tính chất cô động. Bản thân để mà đưa được cái tin nó ra thì người ta phải chọn là tại sao tao đưa tin này mà không đưa tin khác, tại sao tao viết thì kiểu này mà không viết thì kiểu khác,
tại sao ta chọn viết cái này sau mà chọn viết cái khác ngắn gọn thôi. Tức là bản thân nó là một quá trình đằng sau rồi mà người ta thường người ta không có để ý tới đó. Cái chuyện mà em lướt Facebook của em thấy một cái tin nó nổi lên á và em chỉ đặt cái tiêu đề thôi á, là đúng là cái vai trò của media luôn. Và vậy ra chỉ cần đến như thế thôi. Còn những cái người mà thực sự họ quan tâm đến sâu hơn thì họ sẽ click vào bài báo. Nhưng mà media họ lan truyền được thông tin và thông tin đó là thông tin chuẩn xác và có một cái tính chất cô đọng nhất định thì đó là rất tốt rồi. Tức là họ chỉ cần có cái impression của cộng đồng thôi. Nên là media về sau á, anh nghĩ là vai trò thì nó vẫn như vậy. Bởi vì là luôn luôn có một nhóm cộng đồng và nhà đầu tư họ sẽ chậm hơn những người khác. Luôn luôn sẽ có những tức là nó mang tính chất chu kỳ thị trường cũng thế. Tức là ai cũng cũng sẽ có những người gọi là chậm hơn người khác nè, ít hiểu biết hơn nè, có thể là khả năng tiếp nhận thông tin nó thua hơn những cái người mà một số người khác trong thị trường. Thì vai trò của media sẽ luôn luôn đóng vai trò rất là quan trọng trong thị trường. Và đặc biệt á, là media thì ngoài những cái việc mà đưa thông tin đã có thì media nó còn có thể có khả năng khai thác được những khía cạnh mà không ai có thể nhìn nhận được, đúng không? Ví dụ tùy đội ngũ của media thôi. Ví dụ nhiều media thì các cái media thì nó sẽ có cái cách nhìn nhận về thông tin cũng như là khai thác cái câu chuyện nó khác nhau nữa. Cho nên là mọi người sẽ có thêm nhiều khía cạnh khác nhau và nó sẽ phụ thuộc vào đội ngũ của media nó, họ có tốt hay không, họ có biết cách chọn lọc, họ biết cách truyền đạt hay không. Cho nên là media trong tương lai thì anh nghĩ nó vẫn sẽ như thế thôi á. Nó sẽ càng ngày nó càng trưởng thành hơn, đi song song với thị trường. Về thị trường nó càng trưởng thành thì về thông tin của media nó đưa thì nó cũng sẽ ngày càng chuẩn hơn thôi. Đó là quan điểm của anh. Ok. Nãy giờ thì mình đã review lại rất là nhiều các cái sự kiện mà nó có liên quan đến pháp lý và giới chức họ can thiệp vào những cái dự án mà nó có yếu tố không minh bạch và họ xử lý những vấn đề đó. Nhưng mà trong năm qua thì em cũng thấy có một cái sự kiện đó là pháp lý họ vẫn can thiệp vào cái sự kiện liên quan đến Tornado Cash ấy. Thì có một cái ông lập trình viên của Tornado Cash thì ông này về cơ bản cũng chỉ là cái người lập trình ra cái ứng dụng đó thôi. Thì cái ứng dụng đó nó bảo mật cái giao dịch của người dùng. Nhưng mà giới chức thì họ lại quy vào cái này là về gọi là ủng hộ cái hoạt động rửa tiền ấy. Thì em cũng thắc mắc là có cái ranh giới nào giữa cái bảo mật cá nhân và cái tính minh bạch của blockchain. Mình nói rất nhiều về cái tính minh bạch của blockchain đúng không? Tức là mọi người có thể theo dõi cái này cái kia. Nhưng mà về cơ bản mỗi người cũng sẽ có những cái nhu cầu về mặt bảo mật riêng với nhau. Bảo mật thông tin cá nhân của mình đúng không? Thì đặc biệt là sau cái đại dịch một cái khoảng thời gian rất lâu mình bị lockdown và mình phải ở nhà, mình dùng internet nhiều hơn, mình có nhiều cái phương tiện nó tracking, đại loại là tracking tất cả những cái thông tin liên quan đến kể cả cơ thể của mình, trở thành sức khỏe của mình, thì mọi thứ nó đang tracking mình hàng ngày. Thì cái nhu cầu về bảo mật thông tin cá nhân nó cũng rất là quan trọng. Tức là cái câu hỏi của em là nó có mâu thuẫn với cái đặc tính minh bạch của blockchain hay không, và cái lời giải cho cái sự mâu thuẫn này nó là cái gì? Anh thì anh không có dịch cái từ đó thành từ bảo mật nha. Anh hiểu cái từ bảo mật có nghĩa là an toàn á. Còn anh dịch cái từ đó là privacy nó thành sự riêng tư. Sự riêng tư nó khác với bảo mật á. Đó giống như là security hơn là privacy. Thì đối với anh á là cái thực ra cái câu hỏi này là người ta hỏi lâu rồi nha. Người ta hỏi từ ngày xưa rồi. Tại vì cái thời mà em nhớ là cái thời những cái sàn nó phải delete những cái con như vậy, cái con Dash hay là con gì đó, Monero, mấy con mà Zcash, đúng rồi Monero, đúng rồi Zcash, Dash, đúng rồi anh quên rồi. Thì những cái privacy coin á, tại vì cơ quan quản lý họ lo ngại là những cái đồng tiền đó có thể sử dụng để buôn bán vũ khí hay là để rửa tiền này kia. Thì thực ra người ta cũng đã bắt đầu người ta đưa ra cái câu hỏi đó, cái vấn đề đó từ rất là lâu rồi. Đối với anh á thì cái công nghệ nó không có lỗi là người dùng công nghệ. Người dùng công nghệ họ dùng nó với mục đích gì, thì lúc đó mình mới có thể khẳng định được. Bây giờ bản thân cái công nghệ, ví dụ như mà cái công nghệ về Tornado Cash đi, thì nhiều người họ dùng để họ chỉ muốn là tao chuyển tiền cho người này sang người kia, nhưng mà tao không muốn là tao ngại đi, tao không muốn mọi người biết tao có nhiều tiền. Hay là tao chỉ muốn là mọi người lỡ biết ví của tao rồi, nhưng mà tao sợ tao chuyển qua người ta biết tao có nhiều tiền chỉ sao như vậy.
thì tao đơn giản là tao chỉ muốn là không biết mấy người hướng nội cái gì giống Vitalik xài cái đó hơi bị nhiều à, giống như tao hướng nội tao không muốn người ta biết tao cuộc sống của tao nhiều đi thì tao xài cái này, tao chỉ muốn là tao riêng tư thôi, tao cũng muốn cuộc sống của tao thôi, không có nhiều người dòm ngó. Nhưng mà có nhiều người họ dùng cái công nghệ đó để rửa tiền thì sao? Thì tất nhiên là cơ quan quản lý họ cũng phải lo ngại chứ, đúng không? Thực sự nó là một cái risk đối với xã hội mà. Cho nên á là những cái công nghệ như là Tornado Cash này, ZK này, hay là những cái privacy coin á, nó bảo vệ sự riêng tư của con người. Và cái chuyện mà nó được sinh ra nó không có lỗi. Lỗi ở những cái người sử dụng á, thực sự họ sử dụng công nghệ đó để làm cái gì, mục đích ra sao thì lúc đó mình mới có thể nói chuyện được. Và cơ bản thì như anh nói một lần nữa đó là cơ quan quản lý á, nhiều khi họ không có thể nào họ bảo vệ được tất cả mọi người á, bởi vì bây giờ họ cũng phải cân đo đong đếm, đúng không? Tức là họ thấy được cái risk nó cao hơn cái benefit. Anh nghĩ rằng là họ vẫn ý thức được là cái người mà tạo ra công nghệ này là một cái innovation. Họ cần phải công nhận cái innovation này, họ cũng respect innovation này, có thể là như vậy, anh không khẳng định nha, nhưng mà cái risk của nó lại to hơn. Và đối với vai trò một cái cơ quan quản lý á, thì họ phải làm cái điều mà họ nên làm đó, họ phải làm thế nào để giảm thiểu cái rủi ro cho xã hội và những cái ảnh hưởng, làm sao để nó không ảnh hưởng đến mọi người. Thì anh thấy rằng là cơ quan quản lý thì họ cũng ở trong một cái tình thế rất là khó xử á. Và again, anh nói là cái cuộc cách mạng này là không chỉ là cuộc cách mạng công nghệ mà còn là cuộc cách mạng về mặt tư tưởng. Và con người, công nghệ nó có thể đi trước nhưng mà con người thì chưa chắc có thể sử dụng công nghệ một cách đúng cách. Em hỏi cái câu hỏi liên quan đến cái privacy này, tại vì dạo gần đây thì em khi mà lướt Twitter thì thấy rất là nhiều các cái nội dung chia sẻ về cái ZK, tức là cái công nghệ Zero Knowledge đó. Và bản thân Vitalik thì cũng rất là ủng hộ cái công nghệ này, và bản thân người ta cũng thấy Vitalik sử dụng các cái dịch vụ của privacy, tức là ông cũng thử nghiệm những cái sản phẩm này cũng khá là nhiều. Thì maybe là chúng ta vẫn đang đứng ở đâu đó giữa cái sự mập mờ giữa cải tiến công nghệ và một cái gì đó nó hợp pháp. Trong cái giai đoạn này á, anh nghĩ là 2023 nó sẽ có những cái thay đổi gì, những cái mình tạm gọi là những cái làn ranh mà nó hơi mập mờ đó, thì anh nghĩ 2023 có cái điều gì đáng chờ đợi về thị trường liên quan đến những cái cải tiến đó hay không? Tại vì thị trường nó cũng như anh nói đầu cái podcast, nó cũng khá là no hope, nên là thị trường bây giờ nó cần một cái thứ gì đó, nó FOMO thì cũng không đúng, nhưng mà nó tạo cho người ta một cái nguồn cảm hứng để chờ đợi vào một cái năm mới á. Thì tức là em đang hỏi về về generally đúng không? Tức là thị trường nó có những cái gì đáng chờ đợi 2023, chứ không phải là hỏi về cái chuyện riêng tư kia đúng không? Ok. Thật ra anh thấy thì mỗi mảng thì nó cũng sẽ, thứ nhất là anh muốn khẳng định là GameFi hay DeFi hay là NFT nó sẽ luôn luôn cải tiến và phát triển nha. Không có cái nào chết hết. Năm sau này tụi nó sẽ có những cái mới được sinh ra. Ví dụ DeFi đi. DeFi thì ví dụ là những cái sản phẩm DeFi mà được mọi người sử dụng một cách rộng rãi, có UI UX có thể phù hợp với tất cả mọi người nhiều hơn là những dân đi trình, hoặc là những cái sản phẩm DeFi mà gần gũi với con người sẽ được phát hành ra. Hay là GameFi thì có những cái game nó best gameplay, ví dụ gameplay nó tốt hơn, ví dụ thế, better gameplay. Không có tập trung vào việc earn nhiều mà tập trung vào trải nghiệm cá nhân nhiều và tập trung vào cái ownership nhiều hơn. Hoặc là NFT thì nó sẽ rộng rãi hơn, kiểu mọi người sẽ, ví dụ như là những cái giới như là artist này kia hay là nghệ sĩ này kia, thì họ sẽ thực sự họ sử dụng cái công nghệ đó nhiều hơn, ví dụ thế. Thì năm 2023 thì hay là nhiều năm nữa đi, thì tất cả những cái công nghệ mà đã tồn tại rồi và vẫn đang phát triển thì nó sẽ tiếp tục phát triển, chứ chưa thấy có cái gì mà 2022 nổi mà nó sẽ chết đi á. Còn những cái chain á thì anh nghĩ rằng là có thể có một vài thằng chết đi á. Một vài thằng anh biết rồi. Anh có thể thấy là có thể một vài thằng chết đi, bởi vì là nó hơi tại vì tụi nó phụ thuộc vào câu chuyện nhiều quá. Nói chung là nó đi lên nhờ câu chuyện á, thì nó khi mà nó không còn câu chuyện nữa thì nó rất là dễ chết đi và người ta dễ quên đó. Có một cái thứ mà anh rất là excited 2023 đó là về NFT mảng lifestyle á. Anh nghĩ là Azuki hay là mấy cái
mấy cái bộ sưu tập á, nó cũng đã tạo một cái nền tảng rất là vững chắc cho cái làn sóng này. Khi mà mọi người thấy rằng là những cái có những người xa lạ trên mạng và nhưng mà họ có thể đến được với nhau cùng một sở thích và cùng một cái niềm vui, cũng như là họ có những cái benefit mà họ gắn với nhau và họ có một cái sự gọi là contributing và incentivize rất là tốt trong cái community của họ. Tức là nó là một cái cách xây dựng cộng đồng khá là mới á. Nếu anh là NFT hay là mấy cái bộ sưu tập NFT, nó là một cái cách xây dựng cộng đồng khá là hay ho và khá là mới và khá là cool. Anh nghĩ là về sau những cái lifestyle brand đó, nó sẽ sử dụng NFT khá là nhiều. Hồi gần đây thì anh có mua cái NFT của cái brand CRD, cái brand CRD á, em biết cái đó đúng không? Và nó có cái bộ NFT là con dịch buồn đó, đó là buồn với vai trò là con dịch đó, Sad as Duck. Thì nó phát hành 3333 cái NFT. Thì thật ra anh mua thì anh thấy nó cũng về mặt quyền lợi thì thực ra thì mình thấy nó cũng không có thực sự là gọi là quyền lợi về mặt kinh tế gì của em. Anh mua cái đó hơn $60 nhưng mà nó cũng cho mình off 20%, tức là mình cũng có khuyến mãi 20% toàn cái brand, hoặc là mình cũng có một vài cái coupon nhưng mà tức là cái NFT đó nó sẽ có gắn liền với một cái ứng dụng ở ngoài thực tế, ở ngoài đời sống của mình khi mà mình đi mua sắm. Tức là anh mua NFT đó xong rồi anh join vào cái, anh sẽ là được công nhận là member của cộng đồng đúng không? Nó có một cái club gọi là cái Duck Club gì đó. Thì anh mua NFT và anh là member cộng đồng đó với những người anh không biết trên thế giới này. Và anh cũng có thể là, tại vì anh chung sở thích với họ và anh cũng có những cái quyền lợi được offer. Nhưng mà về mặt kinh tế nó cũng không có thực sự quá là xịn đâu em. Tại vì anh nghĩ là ví dụ những cái anh vừa nói thì mình phải mua nhiều đồ hơn thì mình mới nhận được, hiểu không? Và thực sự là để mua đồ mà ship từ Mỹ qua thì nó tiền phí nó cao lắm. Nhưng mà anh mua nó là thích, anh thích lắm. Tại vì nói chung là anh thích cái con vịt đó thôi, hiểu không? Anh nhìn là anh thích con vịt và anh nhìn nó là anh thấy anh trong đó luôn. Anh thấy là thật sự là có anh trong cái con vịt đó, nó là anh luôn á. Và rất là vui, mặc dù là anh không có nghĩ tới cái chuyện là anh có được cái gì khi mà anh mua không, nhưng mà anh rất là vui là một phần của cái cộng đồng đấy. Thì anh nghĩ là với cái sự mà nổi lên của mấy cái local brand á, cũng như là mấy cái brand nhỏ và càng ngày cái xu hướng về gọi là cá nhân hóa và thể hiện cá tính nó càng nhiều á, thì anh nghĩ là NFT sẽ được chấp nhận rộng rãi trong những năm tới. Và đó là một cái thứ rất là hay ho. Anh excited được đó là tại vì anh thực sự là anh dùng nó rồi á, anh thực sự là anh mua rồi á, thì anh khá là excited với chuyện đấy. Về cái câu chuyện của NFT á, thì tất nhiên chúng ta phải thừa nhận với nhau là phần đông nó vẫn ở trong cái giai đoạn mà thị trường nó bull lên á, thì mọi người mua NFT phần lớn là để flip, tức là để giá nó tăng lên và flip lại. Thì nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn ở một cái khía cạnh là ok, NFT của các cái dự án mà họ làm đàng hoàng và họ gắn với những cái brand hoặc là những cái cộng đồng hoặc là những cái maybe là những cái chương trình gì đó nó offline chẳng hạn, thì cái NFT đó nó wrap lại một cái, tức là một cái giá trị gì đó cho cái người mua, đúng không? Tại vì khi mà người ta mua thì người ta sẽ cảm giác được là tôi là một cái phần của cái cộng đồng này, và cái động lực để người ta nắm giữ một cái NFT nó sẽ lớn hơn, và người ta cái thời gian nắm giữ một cái NFT nó sẽ dài hơn, và khi đó thì cái giá trị nó được tích lũy liên tục, chứ nó không hẳn là như những cái bộ NFT mà nó hơi xôi thịt. Ở trong cái thời gian mà bull market thì mọi người cứ gần như là chỉ cần bấm nút là có thể tạo ra được một cái bộ NFT, xong rồi bán, xong rồi lấy tiền, rồi exit, rồi các thứ. Thì cái đó thì nó tất nhiên là chúng ta phải chấp nhận đó là một cái mặt của một cái thị trường mà nó phát triển nóng, và một cái thị trường tài chính mọi người đến vì profit, thì cái đó là thứ phải chấp nhận rồi. Hồi nãy anh có nói một xíu về những cái dead chain á, thì mọi người hay dạo gần đây thì mọi người hay nói về một cái meme đó là VC chain, đó là cái chain mà toàn VC ngồi trong đó hay không có real user gì cả. Một cách khách quan mà nói thì phần lớn các cái chain ngoài Ethereum thì họ cũng không perform quá tốt trong năm vừa rồi á. Thì với góc nhìn của anh thì anh nghĩ là những cái chain này nó cần làm gì để nó vực dậy,
và hoặc là maybe anh sẽ, tức là mình sẽ gọi là mình list ra những cái criteria gì đó để mình biết là một cái trend nó sẽ tiếp tục nó vực dậy chẳng hạn, thay vì là nó sẽ dead luôn á, thì có cái criteria nào đó hay không, hoặc là có những cái việc gì đó mà những cái trend này nó sẽ cần phải phát triển để tiếp tục nó sinh tồn đến cái cycle tiếp theo hay không? Anh nghĩ là cái thứ mà giúp cho mấy cái trend nó tồn tại á, là cái nội lực tài chính bên trong nó, tức là thực sự là nó có useful hay không, thực sự là nó có ích cho mọi người hay không. Bây giờ sau tất cả những cái chuyện đã xảy ra 2 năm vừa rồi, sau tất cả những ồn ào, sau tất cả những FOMO, sau tất cả những cái những cái shitcoin, bomb and dump, các thứ trên các hệ thống khác nhau á, thì bây giờ mọi người ngồi lại với nhau nè, bây giờ làm một dự án mới. Nếu không làm cái Ethereum mà chọn một cái chain nhanh thì chọn chain nào? Thật sự rất khó, tại vì thằng nào cũng giống nhau hết, thằng nào cũng như thằng nào, Near hay là Avalanche hay là Phantom, thằng nào cũng như thằng nào hết. Thật sự là đối với user thì họ không thấy khác nhau gì mấy. Mấy cái chain đó nó đi lên từ cái câu chuyện là nhiều nhất, tức là năm ngoái thì lúc nào mọi người cũng nói là hệ này lên rồi, hệ kia lên rồi, thì chuẩn bị là tới hệ khác lên, thì nó giống như là một cái câu chuyện về đầu tư thôi. Mọi người chỉ flip thôi, chứ cũng không hẳn là mọi người thật sự yêu thích cái công nghệ đó, mọi người thật sự yêu nó, mọi người muốn ở lại với nó. Bây giờ khi mà không còn thấy câu chuyện đó đã cũ rồi nè, khi mà không còn thấy cơ hội kiếm tiền ở trên chain đó rồi, thì mọi người có động lực ở lại không? Không, đúng không? Làm gì có. Thì cái thứ mà nếu mọi người ở lại là gì? Là chính là cái việc cái lợi ích. Mọi người ở lại là có lợi ích gì không? Thật sự là mọi người có dùng nó để làm gì không? Không có. Năm ngoái nếu mà một dự án mới vào thị trường á, chọn một cái chain nó dễ lắm. Chỉ cần biết là lúc đó là chain nào đang hot, là tao làm chain đó là để... Thật ra cái đó không có gì sai hết á, tại vì làm như vậy á là nó sẽ giúp cho mình có marketing tốt. Lúc đầu thì mình marketing này mình lợi dụng được cái sự quan tâm của cộng đồng nó quan tâm nó nhiều, thì mình làm nó, ví dụ như là Birkenstock nó đã adapted rồi, mình làm Birkenstock thì nhiều khi cộng đồng nó giảm quan tâm, nó gọi trời ơi bây giờ ai cũng Birkenstock rồi, đúng không? Đó thì cho nên là bây giờ ngồi lại nè, downtrend rồi nè, ngồi lại nhìn lại nè, thằng nào là thật sự là cái thằng mà đáng để mình vào. Bây giờ nếu mà làm dự án mới thì lên Ethereum. Thì Ethereum là nơi mà có thanh khoản nhiều nhất, cộng đồng vẫn còn đang nhiều nhất, đúng không? Và các cái dự án lớn và hạ tầng nó cũng đang rất là to. Thì lúc đó Ethereum vẫn luôn là cái nôi á, là cái nôi của mọi thứ á. Kể cả những cái thằng kia nó đi lên cũng nhờ cái câu chuyện là nó sẽ kill Ethereum, đúng không? Ví dụ là Ethereum killer này kia. Thì cũng có Ethereum thì cũng nhờ có Ethereum thì mới có Ethereum killer chứ, đúng không? Rồi xong rồi mấy cái tất cả những cái trend trước giờ đều sinh ra Ethereum, ICO, DeFi, GameFi, NFT, tất cả mọi thứ đều từ Ethereum. Thì bây giờ đến lúc này á, Ethereum vẫn, theo anh thấy thì nó vẫn là một cái trend mà không có bị mất vị thế. Không có một cái thằng nào có thể làm lại nó hết trơn á. Anh nghĩ là để mà các cái trend mà để mà có thể là nó tồn tại được á, thì thứ nhất là nó phải thoát khỏi cái bóng của những cái VC. Cái đơn cử nhất vẫn là Solana. Solana nó đã rất là khó khăn để thoát khỏi cái bóng của FTX, tại vì ai là người lead hệ sinh thái thì tính cách của sinh thái nó y chang vậy luôn. Tức là hồi ngày xưa là em nói chuyện với mấy thằng building Solana nó cực kỳ chậm luôn, tại vì hồi đó nó có daddy Sam của nó mà. Nó có daddy Sam của nó mà, lúc nào tôi biết chắc chắn là tao làm tao sẽ lên IO FTX này kia, thì hồi anh nói chuyện với một vài thằng nó chậm lắm. Nói chung là hồi đó tụi nó khá là kêu, và lúc nào cũng có mà vài VC đầu tư vào nó là những cái gương mặt quen thuộc ở trên Solana này, Multicoin, đúng không? Rồi Sino Capital, đúng không? Rồi cái gì ta? ROK hay là Alameda Research á. Thì nói chung là tính cách của cái hệ Sol hồi đó là đó giờ là lúc nào nó không chảnh hết trơn á. Bây giờ khi mà bố già của nó xuống giờ là gì nè, thất thế hả? Đây là bắt đầu bắt đầu mấy đứa con nó cũng nghỉ luôn. Serum là mấy dự án nó cũng đét hết trơn rồi, có làm gì đâu. Nó thì nó thứ nhất là thoát khỏi cái bóng của VC, thứ hai á là nó phải focus vào cái chuyện là bây giờ
đối với một cái chain mới mà để làm, ví dụ một cái chain làm cái dạng adoption đi, thì tại sao nó lại, tại sao người ta lại chọn cái chain đó, thì nó phải có những cái công nghệ cốt lõi và những cái competitive advantage, những cái lợi thế cạnh tranh mà không một thằng nào khác có thể làm được chứ, đúng không? Thì người ta mới ở lại với nó chứ. Bây giờ thằng nào với thằng nào bây giờ Near Avalanche nè, thật ra nó anh thì anh không có hiểu về tech nhiều, anh thực sự không muốn đi sâu về tech. Tất nhiên là về mặt công nghệ, về mặt gọi là gì ta, cơ chế đồng thuận của Avalanche hay là Near hay là mọi thứ thì nó phải khác nhau. Tất nhiên là anh nói như vậy sẽ có thể hurt những cái người mà những cái người họ fan Near thì hay là họ fan Avalanche thì họ có thể cảm thấy hơi xúc phạm một chút, tại vì mình nói là không khác nhau. Nhưng mà ý của anh ở đây á, là đối với một cái người user bình thường á, nhìn nhận vào những hoặc là những cái dự án mới này kia, thực ra là để mà chọn những cái chain mới thì thực ra là không có thấy khác mấy. Cho nên là bản thân cái chain, các cái chain nó phải có nhiều cái động thái khác nhau để thu hút được builder ở trên nó và gắn họ với nhau và build. Và cái builder, cái builder ở trên mỗi sệ sách nó cũng phải có một cái culture nha, nó cũng phải có một cái văn hóa nha, tức là làm sao để họ giúp đỡ nhau, họ có thể là hỗ trợ nhau và có thể build cùng nhau đó. Chứ không phải là đến cái lúc mà xa cơ tất thế thì thằng nào đi gì phần đường ai đó đi đó. Cho nên là đối với anh là như vậy. Anh nghĩ rằng là sẽ có những cái chain đó, nó gần dần nó sẽ chết dần á, giống như là trên bàn em từ ngày xưa nó có mấy cái con Trung Quốc á, Neo nè gì đó, Neo đúng không? LOS LOS hay kia đó, thì nó cũng sẽ có mấy cái chain như vậy á, nó sẽ đến lúc là nó bão hòa xong rồi kiểu không ai dùng nó nữa, nhưng mà nó cũng có một cái use case để vẫn giúp nó giữ được cái vị thế của nó, là một cái gọi là một cái performance của chain nó tạm chấp nhận được, ví dụ như thế. Nhưng mà hiện theo tình thế hiện tại thì em thấy là chỉ Ethereum vẫn là một cái chain mà không có thể thằng nào làm lại hết. Và cái thời điểm năm ngoái khi mà mấy cái chain nó đổi lên á, Ethereum cũng đâu cần nói gì nhiều đâu, cũng tập trung vào việc phát triển và có một vài cái improvement, ví dụ như là The Merge nè, hay là mấy cái layer 2 nè, thì Ethereum là nó luôn luôn là cái chain mà gọi là cái nôi của mọi sự sáng tạo, và những thằng khác thì đa phần so far là lúc nào cũng chạy theo thôi, ăn theo cái narrative, ăn theo cái dòng vốn này kia thôi. Hồi đó thì hồi Suzu mà còn nổi thì anh support từ từ Avalanche qua Near đúng không? thi nhau support hết trên này tới hết trên khác, cứ như thế thôi. Nhưng mà đi lên từ câu chuyện thì cũng có thể đi xuống bởi câu chuyện, bởi vì là người ta sẽ quên đi. Rồi ok, em nghĩ là tập tuần này thì nó dài quá ha. nó giống như năm vừa rồi đó, đó là một cái năm mà cực kỳ gọi là dài và rất là nhiều các cái biến động. Anh em có thể thấy xuyên suốt cái tập này thì chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái có thể coi như là những cái vết thương của thị trường. Và tập tuần này thì thực ra nó không phải là để chúng ta gọi là gọi là ngồi gọi là than vãn hay là cái gì đâu, nhưng mà tập tuần này đơn giản chỉ là chúng ta ngồi nhìn lại những cái sự kiện cũng như là những cái tạm gọi là những cái reflection để chúng ta maybe là bỏ vào cái bộ công cụ của mình trong cái thời gian sắp tới, và chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng với thị trường. Và hy vọng là cái những cái thảo luận của tập hôm nay thì nó sẽ giúp anh em phần nào đó có những cái hoài niệm, gọi là những cái suy nghiệm và những cái tổng hợp lại trong một năm vừa qua, và chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau ở trong những cái chặng đường phía trước của thị trường. Nó sẽ không mang tính chất là một cái prediction hay là một cái gọi là những cái siêu hoặc là những cái dự phóng gì về tương lai đâu. Đơn giản là bây giờ chúng ta thực sự là sau cái năm vừa rồi thì chúng ta không nên dự đoán về bất cứ thứ gì cả, và chúng ta nên gọi là giữ một cái mindset nó mở, và chúng ta cái gì tới thì chúng ta sẽ cố gắng thích nghi với nó thôi. Chứ thực sự là sau cái năm vừa rồi không ai dám predict cái gì cả. Mọi người nói rất nhiều về cái mass adoption trong 2022 đúng không? Rất nhiều thứ layer 2 scaling các thứ, nhưng mà thực ra cái thứ mà gọi là nổi bật nhất trong 2022 nó là những vụ scam. Thì đó, nói vậy để thấy là chúng ta
chúng ta cố gắng với nhau đồng hành và cái gì tới nó tới đó, chứ chứ cũng không gọi là cố định vào một cái prediction nào cả. Và ok, thì chắc là cái tập này thì nó lên sóng vào cái dịp năm mới Tết Dương lịch, thì chắc là để anh Zen gửi một lời chúc đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tập đặc biệt hôm nay ha. À thì một năm thì vừa đã qua. Thôi thì coi như là, thật ra mình hay nói là nếu mà mày cho crypto trong cái lúc mà thị trường bull á, thôi ấy, thì mày chẳng phải là dân crypto đâu, mày phải đi qua một cái bùi ve thì mày mới trưởng thành, thì mày mới thực sự là dân crypto, mày mới trầy da tróc vải, đúng không? Thì anh em chúng ta đã đi qua được một năm downtrend và chúng ta không biết là sẽ còn bao nhiêu năm downtrend nữa, nhưng mà hy vọng là năm 2023 thì thị trường sẽ đối xử tốt hơn đối với tất cả chúng ta. Hy vọng là tất cả mọi người thì dù bạn là nhà đầu tư bình thường thôi, hay là bạn là một người builder, build một dự án, hay là bạn là một VC, thì mình vẫn luôn luôn mong muốn và luôn muốn nhắn cho mọi người một điều, đó là trong thị trường bear market á, thì tồn tại là mục tiêu lớn nhất, và hy vọng là tất cả chúng ta sẽ tồn tại và vượt qua được cái thời điểm downtrend của market, để khi mà ánh sáng nó quay về, khi mà market nó, khi mà sau cơn mưa rồi lại sáng á, thì chúng ta vẫn ở bên nhau và chúng ta sẽ tận hưởng những cái thành quả mà chúng ta đã có được, bởi vì chúng ta đã vượt qua được những khó khăn. Thì hy vọng là trong năm mới thì chúc mọi người sẽ luôn luôn kiên cường với cái mục tiêu của mình. Và nếu như mà mọi người mà có một điều là nếu mà thị trường chán quá không có gì làm thì đừng có kiếm chuyện để làm, đúng không? Tức là đừng có trade long short, đúng không? Chán quá nó không có biến động thì thôi, chứ đừng có nó biến động nhỏ quá thì mình làm cho biến động của nó to lên không được. Đừng có dùng đòn bẩy. Những lúc này là mình phải tồn tại, bởi vì là mình không có biết là đáy ở đâu, đúng không? Nhưng mà mình biết rằng là khi mà nó xuống thì mình rất muốn mua, mà nếu không có tiền thì lo sao mua. Cho nên là đừng để mà chưa đến chợ mình đã hết tiền nha. Mong là tất cả mọi người sẽ luôn luôn kiên trì vượt qua mọi khó khăn, giữ tiền cho tốt trong năm tới, và đừng có tái máy là được. Chúc cho coi 68 năm 2023 thật sự là thành công. Mong là sẽ luôn luôn có nhiều drama cho coi 68 có thêm traffic. Rồi, ok, cảm ơn anh Zen một lần nữa đã dành thời gian đến với tập DeFi Discussion rất đặc biệt tuần này. Và cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với bọn mình đến tận những phút cuối cùng của tập hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đi cùng nhau và sẽ cùng hướng tới những cái cột mốc nó tích cực hơn trong tương lai. Và hẹn gặp lại anh em trong tuần tiếp theo với nhiều topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha.